Kim Nhung xin kính chào quý khán thính giả, kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, mỗi tuần một sự kiện. Tuần này trở lại với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Thưa quý vị, cuộc chiến tại Ukraine cũng đã bước qua tháng thứ 15 và thế giới cũng đang chờ đợi cái cuộc tổng phản công mà chính quyền Ukraine cũng đã nói cách đây 2 tháng. Và trong lúc thì quân Nga vẫn tiếp tục tàn phá những hạ tầng cơ sở tại một số thành phố của Ukraine, kể cả ở thủ đô Kiev. Và đồng thời, thưa quý vị, cũng đã có một số những diễn biến chính trị liên quan đến cuộc chiến như là cuộc điện đàm ngày 26 tháng 4 giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Zelensky đã gây nhiều cái sự chú ý cũng như là tạo ra nhiều cái giả thuyết rằng là Trung Quốc có thể đóng cái vai trò trung gian, đem đến một cái giải pháp tạm thời cho cuộc chiến. Và thưa quý vị, cái vấn đề đặt ra đó là Nga có còn duy trì cái mức độ chiến đấu cho đến bao giờ trong cái bối cảnh mà kinh tế ngày càng ảm đạm và cái tình hình chính trị cũng như là nội bộ của Nga cũng đang lục đục. Và chương trình mỗi tuần một sự kiện ngày hôm nay, cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã sẽ phân tích qua cái đề tài đó là Nga có thể sẽ kéo dài cuộc xâm lược Ukraine đến bao lâu. Kính mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Vâng, Kim Nhung xin hân hạnh kính chào cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã. Xin chào Kim Nhung và xin chào khán thính giả của chương trình. Dạ vâng, thưa với ông, trong những ngày qua thì đôi bên cả Nga cũng như là Ukraine vẫn đang giằng co cái cuộc chiến ở tại thành phố hoang tàn đổ nát đó là Bakhmut. Trong khi đó thì dư luận họ đang chú ý đến cái cuộc điện đàm giữa ông Tập Cận Bình cũng như là Tổng thống Zelensky vào ngày 26 tháng 4 vừa qua. Cái biến chuyển chính trị sau cuộc gặp gỡ này sẽ có dấu hiệu khả quan, có cái đà tiến triển hay nó vẫn đâu vào đó? Ông có thể cho một nhận định về vấn đề này. Sau 15 tháng trong cuộc xâm lược của Nga tại Ukraine, dần dần có nhiều cái biến chuyển chính trị nó có tầm ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến cách như là kết thúc cái cuộc chiến này. Và vấn đề hiện nay đó, nhất là trong những tuần vừa qua đó, là Nga còn có thể kéo dài cuộc chiến bao lâu? Và tại sao tới giờ này Trung Quốc chưa giúp Nga một cách tích cực và xâm vào cái cuộc chiến này? Thì đó là những cái vấn đề mà không những các lãnh tụ tại các quốc gia như Hoa Kỳ và Âu Châu cũng như là ở bên Á Châu tự hỏi, mà nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống chính trị tại Hoa Kỳ, nhất là trong cái mùa bầu cử sắp tới cho tổng thống bầu cử tổng thống 2024. Thì trước tiên để khách thính giả nhớ rằng đó, sau cái gọi là cái văn kiện gọi là 12 điểm hòa bình mà Trung Quốc tung ra vào cuối tháng 2, rồi tiếp theo đó cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin tại Mạc Tư Khoa vào cuối tháng 3, và mới đây nhất là cái cuộc có thể nói là điện đàm trong một tiếng đồng hồ giữa ông Tập Cận Bình và ông Tổng thống Zelensky. Thì ai cũng nghĩ rằng qua cái cuộc điện đàm đó sẽ có những cái biến chuyển mới có thể đem đến một cái sự kết thúc. Tuy nhiên, cái sự thật trên chiến trường đó là tới giờ này đó, cái cuộc chiến tranh vẫn kéo dài, và khán giả đã thấy hai bên, bên Ukraine nói chúng tôi sẽ tổng phản công, và bên kia Nga nói chúng tôi sẽ giữ những cái vùng đất mà chúng tôi đã chiếm được. Thì đây là một cái biến chuyển rất là quan trọng, là nó cho thấy là Trung Quốc bắt đầu xâm vào không phải là nhảy vào và đánh chung với Nga chống lại Ukraine, nhưng mà xâm vào bằng cách kinh tế, bằng cách chính trị. Thì qua cái cuộc viếng thăm vừa rồi của ông Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Bắc Kinh, và ngày hôm sau tại Quảng Châu vào đầu tháng 4 đó, ông Tập Cận Bình mới gọi điện thoại cho ông Zelensky. Tuy nhiên, cái cuộc điện đàm đó ngoài hai cái biến chuyển là bên phía Ukraine nâng cao cái mức đại diện ngoại giao tại Bắc Kinh từ xử lý thương vụ lên đại sứ, và bên Trung Quốc gửi một sứ thần đặc biệt đến Ukraine và các quốc gia trong vùng lân cận với Ukraine để gọi là có những cuộc tham khảo, tìm ra một cái đường lối giải quyết cái cuộc khủng hoảng hiện nay. Thì đó là những cái biến chuyển mà trong những tuần
và tháng sắp tới chúng ta sẽ thấy rõ nó có những cái hậu quả cụ thể nào hay là nó vẫn kéo dài cái cuộc chiến. Dạ vâng, đối với Nga thì trước những cái đòn trừng phạt rất là mạnh mẽ cũng như là khắc nghiệt của Mỹ cũng như là châu Âu cũng đã làm thất thu rất nhiều cho Nga, và nhất là cái nguồn thu khổng lồ từ dầu khí đốt, mặc dầu là Nga họ đã xoay sở bán dầu cho các nước thân cận như là Trung Quốc hay là Ấn Độ để mà bù đắp cũng như là duy trì cái kinh phí cho chiến tranh. Như vậy thì theo nhận định của ông, Nga có còn khả năng kéo dài cuộc chiến được hay không, và liệu rằng là Nga có khả năng thắng được Ukraine sau khi mà họ đã dốc hết những binh lực cũng như là nguồn vũ khí khá hiện đại vào cuộc chiến này hay không? Mời ông. Để trả lời câu của Kim Jong nêu ra đó, là liệu Nga có khả năng kéo dài cuộc chiến này hay không? Thì như tôi vừa nói đó, tất cả thế giới đang chờ đợi cái cuộc tổng phản công của Ukraine, mà mỗi ngày chúng ta đều nghe, đều thấy trên báo. Và nếu tổng phản công thì có gì xảy ra, và liệu những cái biện pháp có thể nói là trừng phạt về kinh tế, mậu dịch, tài chính của Hoa Kỳ và Âu Châu và đồng minh bên Á Châu như là Nhật Bản và Đại Hàn đó có hiệu quả gì để buộc Nga ngưng hay không? Thì khán giả nếu mình nhìn trên cái bản đồ đó thì thấy rõ ràng kỳ này cái tổng phản công của Ukraine là nhằm cắt đứt cái đường bộ từ cái phía mà cái thành phố Kherson ở bên phía tây rồi cái thành phố Zaporizhia ở để cắt cái con đường gọi là quân Nga đi từ cái vùng mà họ chiếm sau cuộc xâm lược tháng 2 đó, đi qua cái bán đảo Crimea mà họ đã lấy năm 2014. Thì cái mục đích của Ukraine là cắt đứt con đường đó, tại vì con đường đó từ cái phần gọi là đất liền của Ukraine mà bây giờ nằm trong tay của Nga đó, đi qua bán đảo Crimea chỉ có hai con đường thôi. Một con đường thứ nhất là đi qua cái eo biển, mà cái con đường thứ nhất đi qua con cầu, thì chỉ cắt đứt cái cầu hay là chọn lên con đường eo biển là thành công. Tuy nhiên nó là một cái vấn đề rất là phức tạp, là tại vì nó sẽ đem đến có nhiều cái hậu quả mà khó đo lường được. Một trong cái hậu quả đó là Nga thấy thua cái đó là bắt đầu, nghĩa là nói đến sử dụng vũ khí nguyên tử, thành thứ đó khán giả thấy rõ đó không phải là một cái chuyện dễ, mà chỉ cho thấy là rất có thể đồng minh Hoa Kỳ và Âu Châu khuyến khích Ukraine lấy mà không lấy hẳn cái Crimea, là tại vì như tôi nói lấy hẳn Crimea mà làm ông Putin mất mặt thì sẽ đem những cái hậu quả khó đo lường được. Cho đến nay đó, dựa trên những cái gọi là thống kê mậu dịch đó, thì chúng ta thấy rõ rằng Nga có khả năng chịu đựng được những cái biện pháp trừng phạt đó. Là thứ nhất là họ đã là có được cái loại mà một cái đường dây mà tôi gọi là đường dây cứu sinh kinh tế, nghĩa là tàu bắt đầu mua dầu thô, khí đốt thiên nhiên của Nga và bán cho Nga nhiều cái hàng hóa như là những cái bộ phận điện tử để Nga dùng vào trong cái vấn đề sản xuất và tâm trang thêm vũ khí. Thì đó là cái mậu dịch giữa Nga và Trung Cộng cũng như là với các quốc gia láng giềng với Nga, lúc trước là quốc gia chư hầu của Liên Xô như là Kazakhstan hay là Georgia chẳng hạn, bán những cái hàng hóa thông dụng hàng ngày như là điện thoại lưu động vân vân. Thì đó là một cái cách thứ nhất. Cách thứ nhì đó là Nga họ có thể là nói rằng kéo dài được cái cuộc chiến là bằng cách là khuyến khích là ông Trung Quốc đầu tư vào để tân trang cái đường dây mà gọi là cái hệ thống dẫn dầu và khí đốt thiên nhiên từ Nga qua Trung Quốc. Hiện nay đã có một cái đường như thế và một cái hệ thống như thế có cái tên là Power of Siberia One. Thứ nhất, nhưng mà cái hệ thống đó cần tân trang là tại vì nó lâu đời rồi. Thì trong cái cuộc họp thượng đỉnh vừa rồi tại Nga đó, ông Putin muốn ông Tập Cận Bình dấn thân và đầu tư xây thêm một hệ thống thứ nhì nữa gọi là Power of Siberia 2, thứ hai. Tuy nhiên ông Tập Cận Bình không có nghe là hứa cái đó, là tại vì ông ta cũng hiểu rõ rằng trong cái sự mà gọi là tình hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc mặc dù không có giới hạn, tuy nhiên Trung Quốc họ cũng muốn lấy cái cơ hội này là đóng cái vai đàn anh
Và thứ nhất, thứ nhì, đừng có tùy thuộc vào Nga về vấn đề năng lượng, dầu thô hay là khí đốt thiên nhiên, rất cần thiết cho cái sự bành trướng cũng như là sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Tại vì hiện bây giờ Trung Quốc đã có những cái nguồn gọi là cung cấp dầu thô qua Iran và Saudi Arabia, thành thứ là họ không có lý do gì cần phải tùy thuộc 100% vào Nga. Và cái điểm thứ ba mà gọi là ông Putin có thể kéo dài đó là trong trong xứ cái gọi là cái sự chống đối của người dân đó, coi như là nó không có, là tại vì cái sự kèm kẹp, cái hệ thống kèm kẹp áp bức và là trừng phạt của ông ta rất là mạnh, thành ra cho tới giờ này không có một cái sự chống đối ở trong nội địa về cái cuộc chiến đã tiếp tục và vẫn kéo dài. Chào Kim Nhung, vào một số thông tin thương mại sẽ trở lại ngay với ông. Kim Nhung xin phép quý khán giả chúng tôi vào một số thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình và Kim Nhung Show của Đài sẽ trở lại ngay với quý vị với buổi nói chuyện với cựu Tổng trưởng Hồ Đức Nhã trong mỗi tuần một sự kiện. Chương trình được Kim Nhung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cua Canada. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. ABC, wow, tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè, và đủ các loại bia. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn. ABC Supermarket. Kim Nhung kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình The Kim Nhung Show, buổi nói chuyện với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã trong mỗi tuần một sự kiện. Thưa với ông, trở lại qua cuộc gặp của ông Tập cũng như là ông Putin tại Moscow vừa qua, thì chúng ta thấy là mặc dầu hai bên đã cam kết bắt tay chặt chẽ và trong cái tình hữu nghị hỗ trợ không giới hạn. Khi nãy ông có nói qua, nhưng mà cái mậu dịch của hai bên có tăng ra nhưng cũng còn khiêm tốn. Và thậm chí là ông Tập cũng chưa có nhận lời hợp tác về cái sự mà xây thêm một cái hệ thống dẫn dầu thô và khí đốt thiên nhiên từ Nga sang Trung Quốc như là ông vừa trình bày trong phần 1. Và dường như có những cái lý do mà khiến cho Trung Quốc chưa thể nhập cuộc vào giúp cho Nga trực tiếp như là Mỹ cũng như là đồng minh tập trung lực lượng để giúp cho Ukraine hiện nay. Như vậy ông có thể cụ thể những cái nguyên nhân mà Trung Quốc hiện không thực sự trực tiếp giúp cho Nga trong lúc này? Kính mời ông. Câu hỏi đặt ra cho các quan sát viên thế giới cũng như là các giới lãnh đạo ở Hoa Kỳ cũng như là Tây Phương là liệu cái tình hữu nghị không giới hạn giữa ông Putin và ông Tập Cận Bình sẽ đưa đến một cái sự giúp đỡ cụ thể cũng như là lâu dài từ Trung Quốc cho Nga hay không? Là tại vì tới giờ này Nga coi như không có thể dựa vào những cái quốc gia mình gọi là đi hàng hai đó, như ông Ấn Độ, ông Nam Phi, South Africa, ông Brazil chẳng hạn, thì mấy quốc gia đó cũng như một số quốc gia khác giữ cái thế mà tôi gọi là đi hàng hai, không muốn làm phật lòng Hoa Kỳ và Âu Châu, cũng như không muốn là dấn thân vào giúp Nga một cách tích cực, là tại vì hậu quả có thể là rất tai hại cho họ. Thì đối với ông Trung Quốc đó, như tôi vừa nói đó, ông Tập Cận Bình không có những cái gọi là dự án nào cụ thể để giúp cho Nga về lâu dài, là tại vì trên cái phương diện chiến lược, ông Tập Cận Bình đâu có muốn rằng là tùy thuộc vào Nga hoàn toàn. Thì ông ta chỉ cần cái sự hỗ trợ của ông Putin trong cái ý đồ của ông ta là thay thế Hoa Kỳ trong cái vấn đề mà chúng ta thường gọi là trật tự thế giới. Và thay cái trật tự thế giới mà Hoa Kỳ đã cấu tạo và lãnh đạo trong 30 năm bằng một cái loại trật tự thế giới khác dựa trên những cái gì Trung Quốc muốn, cái mà tôi có thể gọi là trật tự thế giới với sắc thái tàu, nghĩa là
có những cái quy luật riêng về an ninh, về chiến tranh, về hòa bình, có những cái trung tâm tài chính riêng, có những cái định chế gọi là quốc tế hay là đa phương để giải quyết các vấn đề này. Thì đó là cái ý đồ của ông Tập Cận Bình, và ông ta cần cái sự hỗ trợ ngoại giao của ông Nga. Do đó ông ta chỉ giúp đủ để kéo dài cuộc chiến, là tại vì ông ta không muốn Nga thua. Nếu mà Nga thua thì Nga đâu có thể nào giúp ông ta trong cái vấn đề mà gọi là ý đồ thay thế Hoa Kỳ. Và hơn nữa, các công ty Trung Quốc không muốn là có một cái sự mậu dịch quá, nghĩa là chênh lệch giúp Nga quá, là tại vì họ sợ những cái mà có thể gọi là những cái biện pháp trừng phạt phụ, là tại vì theo những cái theo chế độ trừng phạt của Hoa Kỳ và Âu Châu bây giờ đó, những công ty nào mà có liên hệ mậu dịch với công ty Nga cũng sẽ bị phạt. Thành thử các công ty Trung Quốc rất là ngại nhảy vào đó. Thành thử ra chúng ta thấy rõ là ông Trung Quốc ngồi đang đợi để coi thử lúc nào là lúc thiện, thuận tiện và có lợi cho ông ta nhất, lúc đó ông mới dấn thân thêm, dấn thân về kinh tế, về quân sự. Như vậy thì qua cái sự trình bày của ông, chúng ta cũng thấy rõ là hiện nay cái đó là lý do mà Trung Quốc vẫn muốn đứng ngoài lề cái cuộc chiến giữa Nga và Ukraine trong cái trong cái vai trò là trung gian hòa giải thôi. Nhưng mà dường như là Trung Quốc vẫn muốn tham gia tái thiết Ukraine. Nhưng mà cái vấn đề vừa rồi ông trình bày là vấn đề chính là Trung Quốc vẫn không muốn Nga thua cuộc, vì nó có sự bất lợi trong cái ý đồ hợp tác để mà thay đổi trật tự thế giới mà Hoa Kỳ đã cấu tạo cũng như là lãnh đạo gần 30 năm qua. Như vậy thì liệu Trung Quốc sẽ có phá rào khi mà viện trợ vũ khí giết người cho Nga như một cái sự gọi là cứu vãn ông Putin đang bị sa lầy khỏi một cái sự thất bại đang cay đắng của trong cái cuộc xâm lăng Ukraine hay không? Kính mời ông. Đó là cái vấn đề mà như tôi nói trong phần đầu, các giới lãnh đạo Hoa Kỳ như Âu Châu, như Á Châu đều nghe là suy nghĩ và tìm cách tìm có một cái gọi là cái lối đối phó một khi Trung Quốc ra tay. Thì cho tới giờ này đó, như tôi nói đó, ông Trung Quốc ông chỉ cần đứng ở bên lề của cuộc chiến, cho Nga một cái đường dây gọi là có thể nói là cứu sinh bằng cách mua dầu thô rồi bán cho Nga những cái hàng hóa cần thiết. Tuy nhiên về lâu về dài thì với cái ý đồ mà thay thế cái trật tự thế giới do Hoa Kỳ cấu tạo và lãnh đạo đó, thì ông Putin là một cái gọi là yếu tố rất cần thiết cho ông Tập Cận Bình. Và do đó một lúc nào đó ông Tập Cận Bình sẽ phải nói rằng bây giờ Trung Quốc sẽ nhảy vào, là tại vì có thể ông ta thấy với cái đà này ông Putin sẽ thua, và nếu mà thua thì tất cả cái gọi là mấy cái con bài trong cái ván bài rồi mà thế giới này nó thay đổi hoàn toàn và nó sẽ có lợi cho Hoa Kỳ, là tại vì như tôi thường nói, một cái thất bại của ông Putin sẽ là một thắng bại cho ông Biden, và do đó Hoa Kỳ sẽ tập trung nhân lực cũng như là tài nguyên để mục đích tối hậu của họ đó là ngăn chặn Trung Quốc, nhất là trong cái thời gian ngắn hạn để cái vấn đề Đài Loan. Thì Trung Quốc không muốn cái chuyện đó xảy ra, thành thứ đó họ sẽ phải lấy một cái quyết định mà nhảy vào là bằng cách viện trợ cho Nga những vũ khí mà chúng ta thường gọi là có khả năng giết người, máy bay hỏa tiễn vân 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 vân. Thì họ có thể làm viện trợ cái đó bằng hai cách, một cách công khai hay một cách bí mật. Thì họ cách bí mật thì tới giờ này đấy, bao nhiêu tin tức tình báo cho thấy họ đã bắt đầu có những cái viện trợ cho Trung Quốc những cái vũ khí mà qua ngõ của Bắc Hàn. Thì đó là cái mà gọi là bí mật. Tuy nhiên nếu mà họ nói thôi bây giờ phải công khai để cho Nga có đủ và có nhanh những cái vũ khí có khả năng giết người đó, thì khi mà họ nhảy vào một cách công khai như vậy đó thì nó thay đổi hết cái sắc thái và cục diện của cuộc chiến. Thì lúc đó sẽ thấy rõ Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ phải đối phó một ông Trung Quốc, một cái có thể nói là một cái liên minh Trung Quốc Nga đó, thì nó cái sự kiện nó sẽ đi đến
nó đem đến một cái sự chiến tranh nó lan rộng hơn, và có thể một cái gọi là chiến tranh lạnh mới với một cái gọi là cái sắc thái nó thù nghịch giữa Nga, Trung Quốc và hai quốc gia khác trong trục độ ác quỷ của họ là Iran và Bắc Hàn đối với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thành thử ra cái thử thách cho Hoa Kỳ và Hoa Kỳ và Âu Châu, thành thử ra cái thử thách hiện nay cho Hoa Kỳ và Âu Châu làm thế nào có một cái đường lối thống nhất để ngăn chặn cái chuyện một khi Trung Quốc nhảy vào cuộc chiến một cách công khai. Vâng, đúng thế. Trên thế giới thì đang mong một cái cuộc phản công của Ukraine mà họ đang ráo riết chuẩn bị để bắt đầu vào ngày 23 tháng 5, sau khi mà Ukraine đã nhận khá đầy đủ những cái vũ khí hiện đại từ Mỹ cũng như là châu Âu. Tuy nhiên, cái việc mà Trung Quốc luôn lăm le giúp Nga bằng cách là viện trợ những cái vũ khí dồi dào từ Trung Quốc như ông vừa trình bày, đây là một cái sự thách thức lớn cho Hoa Kỳ cũng như là đồng minh. Và như ông nói là cần phải duy trì, củng cố cái sức mạnh bằng cái sự đoàn kết chặt chẽ và những cái chiến lược để mà có cái thực hiện rất là hiệu quả để mà răn đe ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc. Kim Dung xin được phép tạm ngưng buổi nói chuyện nơi đây và sẽ hẹn gặp lại với ông vào lần nói chuyện kế tiếp. Xin cảm ơn thời gian quý báu của ông và kính chào. Cảm ơn Kim Dung và xin hẹn khán thính giả trong chương trình sắp tới. Vâng, Kim Dung xin kính cảm ơn đến khán thính giả đã theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với cựu Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã trong mỗi tuần một sự kiện. Và Kim Dung sẽ hẹn gặp lại quý vị vào thứ ba tuần tới trở lại với luật sư Đỗ Thái Nhiên. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Chương trình The Kim Dung Show được bảo trợ bởi ABC Supermarket, ngôi chợ lý tưởng của mọi gia đình Việt Nam. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Nổi tiếng các loại hải sản thơm ngon, tôm hùm cá cu Canada. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Thịt cá rau cải đủ loại trái cây. Amazingly fresh. ABC, wow, tươi quá. Quầy rượu đồ hiệu whisky cô nhắc nè, và đủ các loại bia. ABC, ngôi chợ lý tưởng của người Việt Nam. Ngay trung tâm Lido Sài Gòn. ABC Supermarket.